Vâng, bí thư chủ tịch đoàn, bí thư cũng được. Tôi xin thay mặt nhóm nghiên cứu xin trình bày đề tài là kết quả bước đầu điều trị của bệnh nhân nội bằng phẫu thuật nội soi dưới gây mê không đạt ống thẩm tại bệnh viện Trung ương Từ Dũ. Chúng ta đều biết kinh điển thì phẫu thuật lồng ngực thì sẽ gắn liền với phẫu thuật lồng ngực sẽ gắn liền với đặt ống nội quản hai nòng hay còn gọi là ống các len để cho xẹp phổi và chúng ta tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên xu thế hiện nay thì phẫu thuật lồng ngực sẽ nghiêng về phẫu thuật nội soi một lỗ, phẫu thuật nội soi hỗ trợ và có phần đi nâng một bước nữa trong gây mê, đó là gây mê không đặt ống thở mà vẫn tiến hành được phẫu thuật lồng ngực. Thì đã có rất nhiều các nghiên cứu lâm sàng trên thế giới cũng như người ta đã chứng minh cái hiệu quả của cái phương pháp này cũng như cái can thiệp tối thiểu của phương pháp này. Thì tại Việt Nam và tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có lẽ là chúng tôi đã áp dụng khá là nhiều các cái trường hợp và đây là cái nghiên cứu mà chúng tôi muốn tổng kết lại cái kết quả bước đầu của các cái can thiệp này. Về lịch sử của phẫu thuật nội soi một lỗ, trước tiên là chúng ta đi từ phẫu thuật nội soi một lỗ và gây mê không đặt ống thở. Thì cái khởi thủy của cái phẫu thuật này thì do các tác giả của Ý, đại diện là tác giả Rocco. Thì các tác giả Ý đã rất đi tiên phong trong cái lĩnh vực này, đặc biệt là phẫu thuật nội soi một lỗ. Và tiếp đến là phẫu thuật bệnh nhân không đặt ống thở, thì là từ các tác giả của Ý. Và cái phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ can thiệp vào khá là nhiều các cái bệnh lý lồng ngực khác nhau của phổi, của màng phổi, của trung thất và của màng tim như quý vị có thấy ở trên hình vẽ. Và nó đạt được những cái hiệu quả và đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu của tác giả trên thế giới. Có một nghiên cứu của các tác giả Đài Loan thì với rất nhiều cái N rất là lớn, đó là N bằng 1025 trường hợp, thì người ta đã khẳng định rằng là phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị các bệnh lý của phổi và không đặt ống thở rất có giá trị, đặc biệt là những cái trường hợp mà các cái nốt phổi cũng như các cái trường hợp ung thư phổi đến sớm giai đoạn 1 thì cái hiệu quả đã rất là rõ ràng qua cái kinh nghiệm của 10 năm nghiên cứu. Thì đối với nghiên cứu này thì chúng tôi lựa chọn những cái trường hợp ung thư phổi giai đoạn sớm, những cái trường hợp nốt phổi, kén khí phổi và với các chỉ số BMI là dưới 25. Và bệnh nhân và gia đình chúng tôi đã có giải thích về cái phẫu thuật này trước mổ. Bệnh nhân không có chống chỉ định mổ và cũng không có chống chỉ định của các trường hợp gây mê theo cái tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng đã được tham khảo và đương nhiên là khi đó đã được bàn bạc rất là kỹ giữa nhóm phẫu thuật cũng như nhóm gây mê về cả cái tiến hành cả cái phẫu thuật nội soi dưới cái gây mê không đặt ống thở theo các tiêu chuẩn chung của các tác giả trên thế giới. Cái quy trình phẫu thuật nội soi một lỗ dưới gây mê không đặt ống thở thì nó cũng có các cái bước từ chuẩn bị bệnh nhân gây mê rồi đến tiến hành phẫu thuật. Đối với gây mê không đặt ống thở thì chúng tôi có 3 cái tiêu chí cần phải đạt tới. Thứ nhất là độ mê, thứ hai là giảm đau trong mổ và cái thứ ba là kiểm soát được huyết động và bao oxy trong mổ, điều đó rất là quan trọng. Đây là cái hình ảnh của cái đường rạch da đối với phẫu thuật nội soi một lỗ, các cái tư thế được minh họa và các cái khả năng có thể áp dụng khi cái triển khai phẫu thuật này thì chúng tôi cũng không kỳ vọng là có thể làm 100%, chúng ta tức là chúng ta áp đặt hoàn toàn sẽ làm được và bao giờ cũng đọc cái khả năng mở. Nếu có khó khăn thì chúng ta có thể chuyển sang hai lỗ, thậm chí khó khăn nữa có thể chuyển sang một mổ, chứ không bao giờ kỳ vọng mà có thể làm được ngay một lỗ. Tuy nhiên cũng chưa có trường hợp nào phải chuyển sang một mổ, thì thường là chuyển sang phẫu thuật hai lỗ. Sau đây là một số cái kết quả bước đầu của cái nghiên cứu này. Thì đối với cái mặt bệnh thì trước tiên chúng tôi mổ được những cái trường hợp về vấn đề nốt phổi, u thần kinh của trung thất sau. Tóm lại về cái bệnh lý của phổi và trung thất thì trung thất chúng tôi đại diện ưu thế chọn của cái trung thất sau, còn đối với trung thất trước thì chốc nữa về cái kỹ thuật phẫu thuật chúng tôi có một số cái bàn luận như cái hình này. Và với thời gian mổ với các cái phương thức phẫu thuật thì chúng tôi cũng thu được tuy nhiên cái thời gian mổ thì chúng thấy rằng là nó cũng không có khác biệt nhiều so với cái trường hợp ống phẫu thuật nội soi mà có đặt ống nội quản hai nòng và cái ngày nằm viện cũng như vậy, cũng không có sự khác biệt nhiều. Thì qua cái triển khai ban đầu thì chúng tôi thấy có một số các yếu tố liên quan mà cần phải lưu tâm, đó cái điều đầu tiên quan trọng nhất đó là vấn đề lựa chọn bệnh nhân và
cái sự hợp tác của giữa phẫu thuật viên cũng như là của bác sĩ gây mê. Điều đó rất là quan trọng để đảm bảo sự thành công phẫu thuật và an toàn cho người bệnh. Một số khó khăn có thể gặp phải trong mổ ở trường hợp này mà khi chúng tôi thực hiện sẽ thấy. Thứ nhất là về cái đầu tiên, đó là về kết hợp của phẫu thuật viên và gây mê. Cái thói quen về phẫu thuật nội soi và dưới gây mê đặt ống nội quản hai nòng đã từ rất lâu, và đây là một cái tiếp cận ở nước ta thì là mới, nhưng thực ra trên thế giới đã triển khai hơn 10 năm nay rồi và người ta làm rất nhiều rồi. Tuy nhiên ở nước ta thì cái câu chuyện này cũng không dễ, mà đặc biệt là vấn đề theo dõi trong mổ rất là quan trọng, làm cho người bác sĩ gây mê có lẽ sẽ vất vả hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn. Cái vấn đề thứ hai là cái bất thường trong mổ cũng là một cái yếu tố gây ra khó khăn. Vấn đề thứ ba là cái vấn đề u trung thất. Thì tôi thấy rằng là đối với u trung, chúng tôi triển khai với trường hợp u trung thất sau thì thông thường không khá là thuận lợi. Tuy nhiên đối với u trung thất trước là một vấn đề, đặc biệt là có hai trường hợp phải chuyển sang cái phẫu thuật nội soi hai lỗ, bởi vì rằng là sẽ thủng cái khoang màng phổi bên đối diện. Chứ câu chuyện đặt ra là gì? Là đối với phẫu thuật nội soi một lỗ và gây mê không đặt ống thở thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tràn khí màng phổi do thầy thuốc gây ra. Như vậy cái phổi xẹp là do tràn khí màng phổi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà thủng khoang màng phổi bên đối diện thì sẽ không đảm bảo được vấn đề huyết động và không đảm bảo vấn đề bão hòa oxy, và cái câu chuyện đó sẽ phải chuyển. Đấy là một những cái khó khăn mà chúng tôi sẽ gặp phải. Cái vấn đề nữa trong khó khăn về mặt kỹ thuật đó là cái thói quen của phẫu thuật viên trong phẫu thuật một lỗ cũng đã là một cái thói quen. Đấy, thì từ trước là hai lỗ hoặc là mổ mở là một thói quen, bây giờ chuyển sang một lỗ thì cái trường thao tác phẫu thuật nó hẹp hơn rất nhiều, và cái thay đổi cái thói quen này cũng là một câu chuyện. Một cái điều nữa rất khó khăn trong gây mê hồi sức đó là từ một cái gây mê đặt ống nội quản hai nòng, kiểm soát huyết động rất là dễ, tất cả mọi thứ về thông khí rất là dễ, thì bây giờ không đặt ống nội quản nữa thì chúng ta sẽ kiểm soát như thế nào? Thì bởi vì có một cái bài báo cáo rất là hay mà thầy Ước cũng đã đăng ký rồi, đó là bài báo cáo của bác sĩ gây mê, nói rất chuyên sâu về vấn đề này, và bác sĩ báo cáo cũng đã có rất khá là nhiều kinh nghiệm trong quá trình đi học cũng là thực hành. Thì có lẽ rằng là sẽ chờ một cái hội nghị tiếp để chúng ta sẽ tiếp cái rất là hay về vấn đề này. Vâng ạ. Và về thứ tiếp nữa là vấn đề đào tạo chuyên sâu, điều đó cũng rất là quan trọng. Về vấn đề chi phí thì cũng có một cái ví dụ trong gây mê không đặt ống thở thì phải có một cái dụng cụ theo dõi độ mê, điều đó là chắc chắn. Với cái giá thành vào khoảng độ mỗi một bệnh nhân rơi vào khoảng độ 6 đến 7 triệu, cái dụng cụ đấy bắt buộc phải theo dõi độ mê, điều đó là chắc chắn. Một cái dụng cụ nữa đó là có một cái hệ thống để cho bệnh nhân hít oxy áp lực cao. Đấy. Sau đây là một số các tài liệu tham khảo của các tác giả trên thế giới về cái phẫu thuật nội soi một lỗ và dưới gây mê không đặt ống thở, và tôi có thể trình bày cho các bạn gì. Sớm nhất từ năm 2004 người ta đã nghiên cứu rồi và đã thực hành, và đây là các tác giả Ý. Đó. Nghiên cứu của tác giả Đài Loan, đặc biệt trường đại học NTUS nơi mà tôi bị về Đức đã hợp tác để thực hiện ca ghép phổi đầu tiên, đã được đào tạo thực hiện rất là thường quy, rất là nhiều. Vâng ạ. Đây là một cái nghiên cứu của các tác giả Đài Loan, bệnh viện trường đại học quốc gia Đài Loan, ông ấy nghiên cứu. Các tác giả đã nghiên cứu 1.020 trường hợp, đây là cái nghiên cứu mới nhất, và đưa ra một cái kết luận rằng là chúng ta có thể nhìn thấy, tức là phẫu thuật nội soi một lỗ dưới gây mê không đặt ống thở là an toàn, và có mỗi một cái duy nhất là cái chống chỉ định đối với những trường hợp mà có BMI trên 25, còn tất cả người ta đều triển khai rồi và làm rất thường quy. Vâng ạ, đây là nghiên cứu mới nhất bây giờ. Ngoài ra có nghiên cứu của các tác giả Hàn Quốc, rồi các tác giả Ý về các phẫu thuật trung thất sau, và đặc biệt cập nhật về Google, chúng ta có thể search trên Google thì rất nhiều các tác giả của Trung Quốc người ta đã làm rất nhiều các nghiên cứu. Thế thì nói tóm lại thì đối với cái chúng tôi qua triển khai một loạt các trường hợp ban đầu thấy rằng là hoàn toàn có thể khả thi thực hiện được đối với những cái thương tổn nhất định, và lựa chọn bệnh nhân thật là chặt chẽ, và cái đương nhiên khi như vậy thì cái hiệu quả cũng như là những cái ưu thế của nó mang lại rất là lớn cho người bệnh. Sau đây là một số các cái hình ảnh minh họa. Đây, trường hợp này là cắt thủy phổi và gỡ dính và nạo vết hạch trong phẫu thuật ung thư. Đây là một cái trường hợp mà phẫu thuật nội soi cắt thủy phổi với dưới gây mê không đặt ống thở. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy. Và trong quá trình thao tác phẫu thuật nội soi một lỗ, chúng tôi thấy rằng là phổi xẹp, cá nhân tôi thực hiện ca này tôi thấy rằng là làm khá là thoải mái, không có gì gò ép, không có gì
khó khăn, không có gì nguy hiểm, đặc biệt về mặt huyết động được theo dõi liên tục suốt quá trình, không có sự biến động nhiều về vấn đề huyết động, và kết quả của bệnh nhân khá là tốt, ra viện sau 6 ngày điều trị. Đây là một trường hợp mà nốt phổi, tức là một cái GGO, một cái nốt kính mờ trên phổi, chúng tôi tiến hành, đối với cái GGO ưu tiên hàng đầu chúng tôi là GGO, tiến hành phẫu thuật nội soi một lỗ và gây mê không đặt ống thở, và đã đạt được những kết quả. Và trường hợp này thì một bệnh nhân có tuổi, GGO trên một cái nền phổi dính, và chúng tôi vẫn gỡ dính phổi hết sức là bình thường, không có khó khăn, và kết quả cuối cùng là cái GGO, cái thương tổn này là một cái thương tổn lành tính, không phải là ung thư, và chỉ cắt quét, tức là cắt phổi không điển hình. Và một trường hợp là u trung thất sau, chúng ta có thể nhìn thấy một trường hợp u trung thất sau, cái trường phổi là xẹp mà đủ để cho phẫu thuật viên thao tác một cách thoải mái, không có gượng ép, không có khó khăn, và triển khai khá là hết sức là thành công. Báo cáo xin hết, xin trân trọng cảm ơn quý vị.